Mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và gia đình của bạn đó. Chào tất cả các bạn khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Vũ Bảo. Ôi, nghe dữ nha. Em sinh năm 97. Phạm Vũ Bảo hả? Dạ, tại vì ngày xưa má em sinh ra em trong cơn bão. Thì lúc đó hỏi là đặt tên gì? Thì đẻ ra trong bão thì đặt tên Bảo đi. Cho nên em có tên là Vũ Bảo. Công việc hiện tại của em thì em đang làm nhân viên quản lý cho một cái kho của công ty xuất nhập khẩu. Thì song song đó thì em cũng có làm thêm một job nữa là em làm chủ nhiệm sản xuất cho các đoàn phim. Trời, giỏi vậy ta? Dạ. Được rồi. Dạ, cảm ơn. Vậy là cùng ngày rồi đó. Dạ. Mời nhà gái. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Ngọc Minh Quyên, năm nay em 21 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là thợ make up. Em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Là mình từ Cần Thơ lên đây á hả? Dạ. Em đi chuyến mấy giờ vậy? Dạ, em đi chuyến 5 giờ sáng đó chị. Trời ơi, tội nghiệp không? Thấy thường không? Ừ. Bây giờ thì mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái nghe đi em. Dạ, về cái ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng, vui tính, nói nhiều, nhưng mà nấu ăn ngon. Và đặc biệt là em rất là cưng chiều bạn gái và rất là chung tình. Được. Còn về khuyết điểm thì em có một cái khuyết điểm rất lớn mà đa số bạn gái đều không thích. Đó là em hút thuốc lá. Hút nhiều không? Em hút nói chung cũng không nhiều nhưng cũng không ít anh ạ. Ngày như mấy gói? Ngày như mấy gói? Một ngày thì em hút hơn 10 điếu. Có khi mà em thức đêm hay đi quay phim, đi quay khuya về rồi em hút nhiều hơn. Thật ra này, cái cá nhân của mọi người mình không dám can thiệp nhưng mà theo anh thì nên bỏ từ từ đi. Dạ. Thôi, mai gia gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Dạ, ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng và luôn luôn đúng giờ. Còn khuyết điểm của em là em còn hơi rụt rè và ít nói. 21 tuổi còn hơi rụt rè thì đúng rồi, đúng rồi. Từ từ còn quá nhỏ mà. 22, 23 tuổi là hết rụt rè hả? Ừ. Có người yêu chưa? Dạ, có hai mối tình. Trời ơi, hai mối rồi đó. Dạ. 21 mà có hai mối là cũng nhiều quá nha. Vậy rồi em yêu từ lúc mấy tuổi? Dạ, mối tình thứ nhất của em là năm em học lớp 12 á chị. Ừ. Dạ, mối tình thứ hai của em cách đây một năm. Có cái mối tình nào mà nó có để lại có ấn tượng gì sâu sắc không cưng? Dạ có, là mối tình cách đây một năm á chị. Ừ. Lúc đó là tụi em cũng định là tiến tới hôn nhân rồi. Ôi sớm vậy. Dạ tại vì bạn nam cũng lớn tuổi rồi á chú. Lớn là lớn hơn con mấy tuổi? Dạ lớn hơn con 7 tuổi. À, thành ra muốn tiến tới hôn nhân sớm luôn hả? Dạ. Nhưng tại sao lại chia tay con? Dạ tại vì tụi con quen xa á. Xa là xa ở đâu? Dạ bạn nam đó ở Biên Hòa. Biên Hòa? Dạ. Biên Hòa, Cần Thơ. Dạ. Đâu có xa mấy đâu, Biên Hòa, Cần Thơ mà không xa mấy đâu. Bây giờ là em trai đang ở đâu? Em ở Biên Hòa. Em ở Biên Hòa. Em ở Biên Hòa. Trời ơi trời, định mệnh. Chết rồi, Biên Hòa luôn. Nhưng mà đối với em thì khoảng cách địa lý nó không thành vấn đề. Đúng rồi, chủ nhiệm đoàn phim mà nó muốn đi đâu đi à. Yên tâm, Biên Hòa này khác Biên Hòa kia nha. Dạ. Rồi chỉ có yêu xa thôi mà chia tay thấy thương quá à. Cố gắng lên nha, bây giờ là tình yêu đủ lớn thì không có xa hay gần gì cả. Bây giờ thì nhà trai mình có mấy mối tình đây? Dạ em thì em trải qua hai mối tình, một bồng bột và một đậm sâu. Đậm sâu là mấy năm? Thật ra thì nó cũng không lâu, nó chỉ có hơn một năm thôi. Nhưng em đặt niềm tin ở bạn gái đó nhiều. Rồi sao chia tay? Em xin chia sẻ thật là bạn gái đó cũng ở Cần Thơ, ở Trà Nóc. Ôi, sao chị mà... Lan cười vậy chị Lan? Sao mà nó trùng hợp dữ vậy trời? Cái hôm đó là em đi quay về 2 giờ sáng. Ừ. Em mở điện thoại em lên, trên Zalo của em thì có cái nick của bạn trai cũ của bạn đó. Em nhìn thấy hai người đi chung với nhau. Ban đầu em nghĩ là hai người đó chỉ là hoài niệm thôi. Ừ. Nhưng mà sau đó em nhìn thấy bạn gái đó có đeo cái đồng hồ, là cái đồng hồ cặp với em. Thì sáng hôm sau em chỉ hỏi bạn đó một câu thôi là em còn yêu anh không? Ừ. Bạn nó trả lời là chắc là không. Thì em cảm ơn, vậy thôi. Ác nghiệt gì đó hả? Nhưng mà rõ ràng dứt khoát như vậy thì em nên cảm ơn đó. Rồi tâm trạng lúc đó sao? Tại vì vừa là em mệt đó. Dạ dĩ nhiên là sốc rồi. Sốc quá đi chứ. Em chưa từng khóc hu hu như một đứa con nít trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó em cảm giác như là ai bóp trái tim mình lại vậy đó anh Linh. Thì em từ trên võng em té xuống đất. Thì em ở chung với mẹ của em. Thì mẹ của em nghĩ là em bị cái gì đó. Mẹ của em mới hô hoáng lên thì hàng xóm xung quanh người ta bu lại rồi cạo gió đánh gió này kia. Khi mà em biết lại á, em nhận thức được mọi thứ xung quanh thì mọi người đứng xung quanh em, vây quanh em và em chỉ biết khóc thôi. Lúc đó thật sự em chưa bao giờ em khóc như một con nít trước mặt. Nói tôi nổi óc hết trơn nè. Thấy thương quá à. Khóc tới mức mà khóc hu hu rớt từ trên võng rớt xuống.
coi như là trái tim chết lâm sàng luôn. Lâm sàng 5 phút không em? Em cũng không rõ là bao lâu nữa, vì từ khi mà em nhìn được mấy tấm hình đó là em không biết gì nữa hết á. Vậy là yêu dữ lắm luôn đó. Dạ. Chia sẻ với em về cái câu chuyện này. Dạ. Nha, nhưng mà bây giờ là hết buồn chưa? Dạ, bây giờ thì em sẵn sàng rồi, câu chuyện nó cũng hơn 4 năm rồi chị. Không, nãy nhắc lại thấy vẫn còn long lanh trong đôi mắt lắm. Trời ơi, nhắc lại chuyện đó cảm xúc chứ. Hay là có lẽ em chắc em không chăm sóc bạn gái Cần Thơ nên là bạn quay ngược 180 độ luôn. Mặc dù em ở Biên Hòa thật, nhưng mà khi mà nghe bạn đó nói bạn đó bệnh, em nghe bạn đó ho thôi là sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Trời ơi, thấy em thương. Đi xe cả đêm, sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Thôi được rồi, vậy là thấy tình yêu của em dành cho người phụ nữ, người con gái đó mãnh liệt lắm á. Mãnh liệt lắm rồi. Dạ. Thôi bỏ qua, coi như chuyện đó là chỉ là một cái ký ức đẹp, một cái thời thanh xuân nào đó. Đúng rồi. Thôi giờ mình đi đến tình yêu mới đi. Ừ. À, bây giờ mình muốn sao nè, nói cho chị Ngọc Lan nghe đi. Thì đối với em thì em không có gu. Thứ em cần duy nhất chỉ là thương em là đủ. Nhưng mà trước khi mình tới thì mình cũng phải có cái sự hình dung là mình muốn mong muốn cái người bạn gái mình như thế nào chứ. Là một cô bé nhỏ người. Nãy em mới nhìn lướt rồi chưa có. Cũng xinh xắn dễ thương lắm. Dạ. Thích da ngăm hay da trắng? Da gì cũng được ạ. Da gì cũng được ạ. Cái bên ngoài nó không có quan trọng gì ạ. Miễn ta thương mình là được đúng không? Dạ. Với lại cả em nghe bạn đó làm make up, còn em thì làm phim thì nó cũng cũng hợp đó. Dạ dạ cũng vô. Đi đâu kéo đi đâu làm dạ. Phim luôn đúng không? Đúng dạ. Rồi, nhiều khi hai đứa có làm việc chung nhau rồi mà quên đó. Đúng rồi. Để coi anh Quang coi coi nhà gái cô gái Cần Thơ. Dạ mời. Trời ơi sao dễ thương dữ vậy. Ừ. Đúng là Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Ai đi đến đó lòng không muốn gì à. Đúng rồi. Make up hả? Khỏi còn make up, quá là dễ thương, xinh, rất là xinh rồi. Bây giờ mình muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào, nói cho coi coi ông Mai mà mối thấy giống bên kia không? Dạ, con thích một bạn nam là vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát. Đó, bạn đó đúng luôn á. Công việc đó là chắc chắn là vui vẻ, hòa đồng. Chủ nhiệm quản lý cả một đoàn làm phim, cả mấy trăm con người luôn á. À, điểm con không thích ở bạn nam là hút thuốc, uống rượu. Rồi, dạ, xong. Hút ngày 10 điếu. Thôi, dạ, gia trưởng. À. Rồi gì nữa? Lề mề. Không, chủ nhiệm là không có lề mề được. Chủ nhiệm mà lề mề là bữa đó không có quay được á. Mệt luôn. Ừ. Rồi gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Bây giờ mình hỏi người nhà đi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Rồi. Có mẹ hả? Xin chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay. Em là mẹ của Minh Quyên. Hôm nay đến từ Cần Thơ. Thì đến đây cũng nãy giờ quan sát thì thấy bạn trai lanh quá. Bé thì hiền lắm, bé Quyên nhà hiền, ít nói nhưng mà thương người, thích làm từ thiện. Còn để bạn trai thì để Quyên nó cảm nhận, cũng cần người lâm như để cho Quyên cũng như buộc trừ qua vậy đó. Đúng mà rồi. Giờ thì em thấy cha cũng dễ thương, thằng cha cũng cao ráo giống như yêu cầu của Quyên vậy. À. Thì em thấy cũng được. Đi với ai cơ? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột á hả? Dạ không, em đồng nghiệp ạ. À rồi, đồng nghiệp. Hôm nay em đến với anh Bảo thì cũng mong là kiếm được bạn gái với anh. Em thấy nhà gái của chị như thế nào cơ? Dạ chị bên đây xinh lắm. Nói chung là ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Bây giờ mình chưa biết rành về Bảo nhưng mà nghe cách kể chuyện tức là yêu hết mình luôn. Đây một chàng trai có thể rất là nhiều bản lĩnh luôn á. Chung là để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Bảo. Anh chào em. Dạ. À, gặp nhau lần đầu thì anh có món quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. À dạ hả. Em tặng anh quyển sách nữa. Dạ, anh tặng em. Tựa gì vậy, đọc cái tựa coi. Dạ khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, quyển sách mà không ai không biết ạ. Dạ. Em ở Cần Thơ là em ở đâu nhỉ? Em ở quận Ninh Kiều. Thì gặp nhau lần đầu thì em thấy sơ qua về anh như thế nào? Thì cũng như mẹ em nói thì em thấy anh lanh. Thì như anh đã có chia sẻ, anh nói nhiều và nói chung là thứ gì trên đời này anh cũng nói được hết. Tại vì anh quan niệm rằng á là khi mình nói ra thì mình mới hiểu được nhau, còn cái gì mình cứ giữ trong lòng á thì mình lại không hiểu được nhau đâu. Không ai là sinh ra để dành cho nhau hoàn toàn cả, mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương. Theo anh quan điểm đó là vậy. Nếu như mà mình có duyên hẹn hò được với nhau thì cái gì anh không dám hứa, nhưng anh dám hứa chắc với em là anh sẽ thương em cho tới khi anh còn có thể. Còn Bảo cảm nhận cô gái bên kia thế nào? Cái đầu tiên thì em thấy bạn rất là xinh và hiền, kiểu như là ít nói á anh Linh. Ừ. Anh có một
tính không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà anh rất là cưng chiều á. Không biết là em có ngại cái vấn đề đó không? Dạ không. Nhiều khi đi ngoài đường anh cũng coi như là con nít vậy đó. Dạ. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ nhà em có một mình em. Một mình em, vậy là chắc cô sẽ bắt rễ hả cô hả? Mẹ em thì có yêu cầu gì về con rể không? Cái đó anh hỏi mẹ em á. Không, tại vì á, thật sự là anh thấy em khá hiền, kiểu như là ở nhà em luôn được mẹ bảo bọc á, kiểu vậy. Thật ra anh thấy là Bảo, dạ, em muốn chinh phục được trái tim bên kia thì em phải chinh phục được con người ngồi ở dưới kìa. Dạ. À, đó. À, mẹ rất là lo, bởi vì nãy mẹ nói là bạn hơi lanh quá ha, sợ có đôi khi mẹ nghĩ là sẽ ăn hiếp cô gái của mẹ ha, này kia. Nhưng mà thật ra là em phải chinh phục được người ngồi dưới thì mới chinh phục được người ngồi trên. Dạ. Cô gái ngồi đối diện em còn rất là nhỏ nên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm hơn em. Dạ. Chính vì thế trong cuộc tình này thì anh nghĩ rằng em phải hoàn toàn chủ động và có thể chia sẻ bất kỳ điều gì như nãy em nói vậy trong cuộc sống cho cô gái kia. Đây là một cô gái đó còn ngây thơ lắm. Rất là ngây thơ, nhưng nên mà đã yêu là cũng yêu hết mình đó nha. Ừ, cho nên là đây cô gái ngồi dưới kia chắc chắn là sẽ không thả con mình ra đâu. Dạ, anh cũng chia sẻ thật với em, với cô luôn. Anh là con người nói nhiều thật nhưng chưa bao giờ nói xạo. Anh nói cái gì ra nó luôn luôn là ở trong của anh nói ra. Thật ra cái này em có muốn anh về Cần Thơ sống với em ở đó không? Về tương lai xa. Ý định của em thì cũng muốn ở Cần Thơ. À, em muốn ở Cần Thơ. Em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn phát triển sự nghiệp ở Cần Thơ. Ở dạ, tại quê nhà, ở gần mẹ hay là em muốn đi theo chồng? Dạ, em muốn ở gần ba mẹ. Ừ, đó, rất rõ ràng. Mẹ của em gái cũng nên suy nghĩ đi, bởi vì ba mẹ cũng còn rất là trẻ luôn. Có thể chúng ta đi lên đi xuống thành phố Hồ Chí Minh có thể xa con gái, nhưng nếu sự nghiệp con gái thành đạt đó thì cũng là một cái mà điều mà chúng ta mong ước. À, bây giờ vấn đề là có khoái cô gái này không? Trời ơi. Thì bây giờ là tới cái giai đoạn là em cần phải thuyết phục cô gái này, dạ, bằng những cái hành động của mình. Bây giờ Bảo bước tới nắm tay cô gái, thuyết trình một cái gì đó giống như nãy giờ, không chỉ cô gái nghe mà mẹ cô gái nghe rồi. Đúng, một chút rồi, xíu mình sẽ biết kết quả. Mời Bảo. Dạ, con xin phép cô. Anh xin phép em. Thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh chắc chắn một điều là cả anh và cả em đều không thể nào hiểu rõ nhau 100%. Chuyện gì đó anh không dám hứa. Những cái chuyện mà mình có về Cần Thơ hay mình ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vấn đề tương lai xa. Anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có ở đâu. Và anh sẽ thương em cho đến khi anh còn thương bản thân anh được nữa. Yeah. Nếu như em cảm thấy về tất cả mọi thứ bên ngoài và cả bên trong hiện giờ anh đang cảm nhận, em thấy anh hợp với em thì hãy cho cả anh và cả em một thời gian để chúng ta tìm hiểu em nha. Yeah. Thôi, đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm rồi các bạn. Nãy giờ mình trò chuyện có thể hiểu nhau nhiều hơn. Bạn nữ ít nói nhưng bạn thiện nữ đang lắng nghe đó. Quyết định thuộc về bạn nữ. Đây có phải là một nửa mảnh ghép mình đang hướng tới hay không? Bấm hay không là quyền của bạn nha. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Không sao cả. Cảm ơn em. Em có thể nói lý do tại sao mình không bấm? Dạ, anh thì con thấy cũng tốt, nhưng mà con cảm thấy không phù hợp với mình. Còn cảm giác của Bảo thế nào? Thật ra em cũng có chung cảm giác với bạn nữ thật. Nhưng mà không sao, anh và em tạm gọi chung là đồng nghiệp. Có cơ hội anh sẽ về Cần Thơ và anh sẽ gặp em thì có gì đó anh em mình lại công tác chung một shop nào đó thì sao? Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. Biết đâu được. Ở đây người ta còn trẻ lắm, em cứ lập nghiệp đi, xong sự nghiệp rồi mình quay lại, mình quay về Cần Thơ mình cua sao. Ôi, không có muộn màng gì hết trơn. Dạ. Trời á, coi như đây là cơ hội để người ta biết nhau và có dấu ấn về nhau. Chào bạn. Dạ. Chàng trai bên đây là em xin tự giới thiệu, em tên là Tường. Tường, bé. Dạ. Tường. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ, hiện em là chuyên viên nghiên cứu phát triển của công ty cổ phần bón Bình Điền. Cái gì mà dạ, ơi không có nghe kịp. Phát triển. Dạ. Nghiên cứu về phân bón. Dạ đúng ạ. Trong công ty bạn chắc nhiều bạn nữ lắm mà sao không có quen mà đi đến chương trình bạn muốn hẹn hò? Do là nhà em trồng ngò nhiều quá. Dân gian ta có câu là thọ tan mà mất cọng ngò, thương em đứt ruột, giả đòn ngó lơ. Em không biết tại sao nhưng mà khi thấy bạn nữ mà có cảm giác thích thích lại cứ lại ngó lơ. Ngại đúng không? Dạ. Không dám nói.
bé nè. Dạ. Nhìn thấy em thì rất là năng động nè, rồi trẻ trung nữa, mà tại sao mình phải cần nhờ tới chương trình ha? Thì em chắc cũng phải nhờ tiền Cát Tường tư vấn cho em thôi, chứ không biết hiểu sao em trong em thì em nhìn xung gương thì em nhìn cũng được đó. Rất được. Nói chuyện thì rất là hài hước, vui vẻ. Mà không hiểu sao em không có lọt vào mắt xanh của bạn nam hay sao. hình như các bạn nam thích những người dịu dàng hơn, những người tóc dài hơn á. Em thì hầu như là không có để tóc dài đâu. Mà từ hồi nhỏ đến lớn là mình có để tóc dài bao giờ? Dạ, chưa? Em để tóc ngắn thôi. Tóc ngắn từ đó đến giờ. Dạ. Nhưng mà là em chưa quen với ai hết. Nói thật sự là em chưa quen ai. Từ đó giờ chưa quen ai hết luôn. Dạ, chưa. Thì là chưa có nắm chưa gì đúng rồi. Trong trắng tinh nguyên luôn. Còn nguyên luôn. Còn nguyên luôn nha anh ơi. Dạ, hấp dẫn nha. Ê, bạn trai thấy sao? Bạn gái bên kia chưa quen ai hết, chưa có mối tình nào hết, còn bạn thì sao? Thật ra thì em cũng quen cũng 2-3 mối tình gì đó, nhưng mà đa số là tình yêu sét đánh không à. Ra gặp nhau cái kịch cái là yêu à. Kịch yêu sao? Là vô tình đi trên xe xe buýt hay gì đó, rồi tụi em chỉ gặp nhau, nhìn nhau rồi tự nhiên yêu luôn. Yêu luôn. Tôi xin hỏi bạn, bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn? Thích một bạn nữ có mái tóc dài, đặc biệt là thắt cái bím. Em không hiểu tại sao nhưng mà thấy bạn gái mà thắt cái bím là tự nhiên em thích liền. Thích liền. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ là nếu như mà tóc nó cũng đâu quan trọng đâu em. Bây giờ em gặp cái đối tượng đó, tính tình người ta tốt, người ta phù hợp với mình, thì chị nghĩ tóc dài hay tóc ngắn nó không có quan trọng. Dạ, quan trọng với em á thì người phụ nữ là phải đặc biệt là thích ăn hàng. Ủa sao vậy? Gì kỳ vậy? Tại vì theo em á là ăn hàng là tính trời cho, cơm canh khỏi tốn mà khỏi lo rửa nồi. Trời đất ơi, là coi như là vợ là hai chồng là coi như đi ăn hàng thôi, khỏi nấu nướng, làm khỏi thơ hay quá. Dạ, đúng rồi. Biết làm thơ vậy hả? Trời, bạn có hay làm thơ không? Dạ, lâu lâu rồi thì em cũng làm thơ con cóc bậy bạ vậy thơ thôi. Cóc rồi bạn đọc cái bài thơ nào bạn thích nhất, thơ tình á, thích nhất bạn đã từng làm. Dạ, bài thơ thì em tự em sáng tác thôi. Rồi. Anh yêu em không vì sắc đẹp, cũng không vì lời lộc giàu sang. Anh yêu em bằng tình yêu chân thật của một đời thơ dại ngây thơ. Của bạn làm. Dạ. Cái nào là hay hơn không? À, cũng nhiều lâu quá rồi con cóc nhảy đi hết rồi. Thôi để tôi hỏi bên đây nè, bé ơi, bây giờ em thích cái người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Em thì đơn giản lắm, thứ nhất là chân thật, thứ hai là hài hước, rồi là người là phải đem đến cho em có cái niềm tin. Bạn nam bên kia có mong muốn người bạn nữ của mình như thế nào không? Để tôi qua tôi coi mặt luôn nè. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Em mong muốn một bạn gái là tính cách vui vẻ, hay cười, đặc biệt là có chiếc răng khểnh, tóc thì thắt bím. Và bạn ấy thì không cần phải dịu dàng lắm mà có cá tính mạnh mẽ và nói chung là hoạt bát là nhiều quá nha, răng khểnh rồi thắt bím này kia đủ hết ha. Bạn gái bên kia nhờ chị hỏi giùm em là em có biết hát không? Dạ cũng biết chút chút nhưng mà hát giọng cổ thôi chị ơi. Hát giọng cổ hả? Dạ. Thôi kệ, miễn có âm nhạc là được. Làm bảy câu á. Dạ. Cô hai ơi, cái bông lan cánh trắng nhị vàng, còn cái bánh bông lan cánh vàng nhị cũng vàng luôn. Chắc là mai mốt đây tôi về tôi ở luôn nơi này. Được, được, được. Chị thì chị nghĩ là hai bạn là hợp với nhau. Dạ. Nhưng mà chỉ có một cái điều là chị đang còn lấn cấn thì không biết em có vượt qua được hay không. Đó là cái vấn đề tóc dài hay tóc ngắn, chị nghĩ nó không có quan trọng đâu em. Không sao chị, tóc ngắn thì giờ có thể là chờ 5 năm nữa cũng được. Để em chờ 5 năm nữa luôn hả? Dạ. Chờ cho dài ra hả? Dạ. Chứ vậy? Tại vì người Việt Nam mình em thấy tóc dài thì rất đẹp. Và chờ 5 năm nữa thì mình cưới thì cái tóc dài nó có nghĩa là giờ cương quyết bây giờ hẹn hò là bắt để tóc dài đúng không? Dạ. Rồi được rồi, để tôi truyền đạt lại. Già luôn hả ông? Bây giờ để tóc dài được không? Già rồi. 3 năm thôi là dài ngang vai rồi là được rồi. Bạn không thích người phụ nữ ở điểm nào? Dạ, em không thích bạn nữ ở H5N4. Dạ, H5. Dạ, H5 có nghĩa là hay giận, hay hờn, hay ghen và đặc hung dữ. Còn N4 có nghĩa là hay nhõng nhẽo, ngang ngạnh, nói nhiều và cắt nhéo. Bạn không thích bạn gái H5N4. Dạ đúng rồi. Còn bạn gái không thích H6. H6 là háo sắc đó ông. Hello. Dạ chào anh. Tóc ngắn ấn tượng quá, đẹp quá, tóc này tóc tén nè. Gì mà sao không có người yêu thì tức thiệt đó nha. Bạn nói sao á, gặp cái này mà không yêu mới lạ. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào?
Em thì không nhất thiết là phải giống một hình tượng ca sĩ hay nghệ sĩ. Mặc dù là mình rất là thích anh Quỳnh Linh nhưng mà em cũng có một số cái tiêu chuẩn sau. Cơ bản thôi, thứ nhất là phải cao 1m, trên 1m65. Thứ hai là nước da là phải da châu Á. Da châu Á là thường da vàng thôi. Không như anh vậy hả? Dạ đó. Đây là mẫu người là anh rồi đó. Ở thứ ba là bụng bự thì càng tốt. Rồi, lần đầu tiên có thấy người này lạ nha. Hôm nay tôi mới thấy nghe bạn nói mấy người kia tao thích bụng nhỏ mà. Lý do tao thích bụng bự? Em thích bụng bự bởi vì tối em nằm ngủ á, em ôm cái con sâu em thấy không có có sướng mà con gấu. Thế là em phải chọn người bụng bự. Chết rồi, cái này em không có rồi anh ơi. Bạn về dễ lắm, ăn nhiều vô bụng bự à. Trời ơi, hồi đó giờ tôi làm mai mối tôi mới thấy cô là thích đàn ông bụng bự á trời. Mấy ông đàn ông sao mà mắt mù hết trơn, không thấy ai hết. Cô chưa đẹp sao mà dễ thương dễ ớn luôn mà. Ở đây không bao giờ thấy có ai mà quen cổ lần sau, tao tức gì đâu tức. Bây giờ tính sao? Không á, tôi có nhiều thằng em lắm á nha, tôi làm mai cho khu kia đó nha. Rồi kéo màn lên, khoái cái vụ mà khoái bụng bự á. Mẫu người như Quyền Linh thì cũng không có đen như Quyền Linh, trắng trắng nhưng mà thư sinh lắm ha. Rồi xin mời hai bạn. Chào rồi, anh ạ. Chào anh. Mình có món quà nhỏ nhỏ tặng cho bạn nha. Dạ cảm ơn anh. Ảo thuật ha. Ảo thuật. Bạn có bạn có đang khỏe không ạ? Dạ em không có đang khỏe nhưng biết mà hỏi nữa. Em có nhiều cười duyên được không? Không sao, thấy bạn cười đẹp mà. Vậy ngoài quả lương ra anh còn hát được cái gì không? Nói chung là hát gì cũng được. Anh có hát rock được không? Rock được nhưng mà không có thuộc lắm. Không, em thấy anh hát giọng cổ hay đó, còn hát rock thì không biết, em cũng đang tò mò. Để có dịp quá. Có cơ hội thì mình sẽ hát rock cho bạn nghe. Dạ em. Mình quên hỏi bạn là không biết là hồi nãy giờ bạn có chấm mình là được trung bình hay là trên trung bình không, hay là bị yếu rồi? Nhìn sơ qua thì em thấy được. Bụng mình không bự lắm, không biết thì bạn có thấy thất vọng không? Em nghĩ là cái bụng bự rất là dễ, em có cách làm cho bự. Cứ đi nhiều là bự, đi nhậu nhiều là bự. Thôi, hết giờ, chung riêng gì nữa. Trời ơi, giấu cái bông trong tay áo từ hồi nào giờ mà nó héo eo rồi vậy nè trời. Ba khắc đếm, chọn hay không chọn, mời bạn để tay vào nút bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Ủa em nhấn nút rồi mà. Có nhấn không? Nhấn nhiều không? Nhấn hoài không được đúng không? Cuối cùng cũng được kìa. Lo, rất là lo. Bên đây giật mình luôn. Bạn nghĩ sao nếu như mà bạn nữ không nhấn nút? Cũng thấy là lo. Em đã nhấn, em đè nút lắm rồi mà sao. Mà em có nhấn không mà sao nó chậm vậy? Có, không hiểu sao, chắc tay em lạnh quá, em run quá. Trời ơi, tay lạnh ngắt luôn á nha. Nắm tay chút đi, là lần tay lần đầu tiên nè. Đó giờ chưa có được nắm tay nè, đó. Chúc mừng hai bạn. Chào em. Mời em. Chị Cát Tường chào anh Huyền Linh. Chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên Tâm Ái. Tâm Ái. Tâm Ái hả? Dạ. Tên đẹp quá nha. Bạn nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi, mình đang làm nghề gì? Dạ em bán quần áo phụ kiện thời trang cho bạn nữ ở trên các mạng xã hội đó chị. Rồi xin mời chàng trai chúng ta ra sân khấu. Xin chào bạn. Bên kia một cô gái tôi chưa thấy nhưng tôi nghĩ rất là dễ thương, tên Tâm Ái. Cái tên nghe nó rất là đẹp. 24 tuổi. Bạn tên gì? Dạ em tên Thái Bình, 28 tuổi. Thái Bình. Dạ. Hai tên này hay Thái nha. Bình hay à. Một bên Tâm Ái, một bên Thái Bình.
Bạn làm nghề gì? Em là bên xuất nhập khẩu. Bên đây có đặc điểm là nổi bật nhất là súng răng á. Cái gì? Súng răng. Đó bằng súng răng anh ơi. Ưu điểm của bạn là gì? Em nói nhược điểm của em nha. Ừ. Nhược điểm của em là nhát gái. Mà ưu điểm của em là cưa gái. Cái gì? Ủa là sao kỳ vậy? Vì mà em thì nhát gái thiệt. Nhưng mà khi mà cái người nào mà em đã thấy em chọn thì em chắc chắn em sẽ cưa cho dính. Đó giờ bạn cưa được mấy người rồi? Dạ hai người. Hai người? Dạ. Lý do tại sao cưa rồi ngã rồi lại đổ luôn? Đổ luôn rồi quên kéo lên là sao chìm luôn. Nói chung là hết duyên. Ái thì trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình? Dạ. Cũng hết duyên nên chia tay luôn rồi. Dạ em thì không hợp. Không phải hết duyên. Không tại sao không hợp? Quen bao lâu mới biết không hợp? Dạ gần đây nhất là em quen 3 năm. Với lại em rất là tự ti về ngoại hình. Có thấy mình dư ký không? Dạ có. Cái điều đó chị nghĩ mình có thể khắc phục được. Dạ nhưng mà đa phần là gặp mấy bạn trai á, ngay từ lần đầu gặp đầu tiên là thấy cho mình đập vô mặt mình là thấy tự ti rồi. Mình chưa khắc phục được gì hết đó chị. Thế sau khi chia tay với bạn đó đến giờ thì mình vẫn chưa tìm được một người nào hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Em mong muốn cái người bạn trai của mình, cái mẫu người lý tưởng về chiều cao, cân nặng bên ngoài của bạn trai mình như thế nào? Em thì không đặt nặng về vấn đề ngoại hình, tuy nhiên là em cũng muốn cao bằng em hoặc hơn một tí. Tại thấp quá mà em đi giày cao thì nhìn cũng tội cho bạn ấy. Chắc là phải đô con một tí. Đô con là gì nữa? Thích thể thao. Tại sao bạn thích đô con? Dạ tại vì em cũng không có nhỏ mà bạn ấy nhỏ nữa thì nhìn đi giống số 10 anh ơi. Bạn mình thay đáp ứng được nhu cầu của nó chưa? Thể thao thì em có rồi đó. Rồi về đô con có không? Cũng có miếng. Bên đó cao mét mấy? Em cao mét 65 chị. 65 hả? Dạ. Tiêu chí của bạn tìm người yêu hình dáng thế nào, cụ thể thế nào? Em thì đơn giản lắm. Cứ người yêu dễ thương. Với lại là nếu mà biết nhậu thì càng tốt. Hả? Sao vậy? Thì em đâu biết nhậu đâu. Nhiều khi đi chơi bạn bè rồi có bạn gái mà biết nhậu cái đỡ với mình hơn. Mà chị nói cho nghe nha, thường mà nhậu là hay bụng bự lắm đó. Rồi em có thích bạn gái mình bụng bự tại nhậu không? Nhiều khi đi nhậu bụng bự rồi cho tập thể dục là hết bự rồi chưa? Bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn? Dài ngắn cũng được, miễn có tóc là được. Giống anh Nguyễn Linh quá. Thích phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Quan trọng là tính hết người ta thôi. Tính hết là chính đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn không thích phụ nữ như thế nào? Dữ dằn. Dữ dằn. Rồi ghen tuông mù quáng, với lại một cái là đừng có tám quá. Tám quá là sao? Nhiều chuyện anh. Dạ. Chúng ta sẽ xem mặt thử coi như thế nào ha. Rồi tôi sẽ thông báo với bạn. Để coi. Bên đây. Chào anh. Chào bạn. Sao vậy? Tròn tròn. Mũm mầm mỉm. Bên kia cũng tròn tròn. Mập 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 mập. Bụng phụ nữ. Em không thích gì về người bạn trai của mình nè. Không thích. Em không thích bạn ấy nhậu, buồn nhậu với lại những người đàn ông yếu đuối đó chị. Bạn có hay nhậu không vậy? Dạ không, em không biết hút thuốc, không biết nhậu. Không biết thuốc cũng nhậu luôn. Dạ. Rồi gì nữa không? Bụng bự. Tại sao không thích bụng bự? Bụng hơi bự nha. Bụng mình đâu có nhỏ đâu mà thích, người ta không thích ta. Nhưng mà đàn ông bụng bự thì khác, nó bị yếu á chị. Yếu gì? Yếu gì? Yếu gì để từ từ em tìm hiểu sao. Hả? Bạn nói cụ thể đại đi. Dạ thường người ta nói đàn ông mà bụng bự thì sinh lý yếu. Chưa biết em ơi. Chưa biết em ơi. Quay cái bụng coi, quay cái bụng coi. Đâu bự lắm đâu chị. Hớp trộn đó. Bây giờ bụng bạn có bự không? Cũng tạm tạm. Quay qua tôi nhìn mặt coi, cái gì mà tôi nhìn làm mai làm mối mà cứ quay mặt bên kia không. Sao tôi về tôi biết được. Tôi nói cỡ, được cỡ. Bên đây hơi dư ký lô quá, bạn có ngại không? Không có gì. Thì có gì đi tập thể thao với em thôi. Ok vậy được ha. Dạ. Thoáng lên miễn là tánh tình dễ thương học. Dạ đúng rồi. Tình lập lý là được rồi ha. Dạ. Rồi thấy cũng được đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau. Kéo màn lên. Hai phút dành hai bạn. Chào anh. Chào em. Có chui thằng qua đó. Chúc em cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn anh. Dạ. Em có thường hay đi chơi bạn bè, đi xem phim hay là cà phê được không? Em thì không thích tụ tập bạn bè, đa phần là em chỉ chọn một người bạn thân nhất để mình đi thôi. Nếu mà cuối tuần mà em có rảnh á thì có thể đi xem phim với anh. Rủi như hai người đang đi coi phim rồi đây trúng gió xỉu rồi có ẩm nổi không? Cố gắng chị. Ở dưới quê mặn lúa thì khiêng lúa nổi mà, chứ mà đã bồ thêm nổi. Không, mà đây đô con lắm à, thấy có đùi kìa, ghê chưa, tay rồi. Em nó banh mà.
tự lắm. Bây giờ nhà anh cũng làm ruộng hả anh? Giờ cho thuê không chứ nhà không làm. Em nghe làm ruộng em cũng sợ, tại em không biết loại ruộng. Em loại ruộng lúa chết hết á. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em rất là thích đi du lịch. Rồi tuần này mình xem phim tuần sau về quê anh. Rồi tuần sau nói làm gì anh? Thì tuần sau rồi tính tiếp. Anh cứ alo là em lên đồ là đi ngay. Rồi, ok. Cái này mà dân gian người ta nói là chịu đèn nè. Đúng không? Alo lên đồ lên ngay đúng không? Dạ yeah. Vậy nếu như anh tìm được một người bạn gái phù hợp thì anh nghĩ trong bao lâu anh sẽ kết hôn? Nếu mà bạn gái phù hợp thì có thể cuối năm. Cuối năm nay. Lẹ dữ vậy, anh còn có 4 tháng nữa à? Nếu mà không được thì đầu năm thôi. Rồi, nghỉ ăn cơm. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái giây phút quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Đặt tay ra sau nút. 1 2 3. Tôi khỏi nhìn, tôi cũng biết là nhấn nút rồi. À, chúng ta dạ. Có một cuộc trao đổi hết sức là thẳng thắn gặp với nhau. Gặp người xứng đôi nha. Và tôi nghĩ rằng hai bạn nói chung là nặng ký. Rồi xin mời chàng trai. Bạn tên là gì? Em tên là Vũ. Vũ mấy tuổi? Em năm nay là vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi, làm nghề gì? Em là nhân viên kế toán anh. À, dữ rồi nha. Rồi, chúng ta xem thử bạn gái bên kia tên gì, làm nghề gì. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ, em tên là Trang, năm nay em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương, hiện đang là sinh viên. Hình này em á hả Trang? Dạ. Chị ngưỡng mộ em quá. Để một lát nữa chị hỏi coi bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha. Chị cho coi hình trước khi coi mặt. Dạ. Em ăn nhiều lắm hả? Cái gì vậy? Tự nhiên hỏi ta ăn nhiều á. Kệ tôi. Tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Em ăn nhiều lắm hả? Dạ, ngày ba cử, mỗi cử hai tô. Trời ơi. Hiểu hình thể bên kia sao rồi á. Ha, em nghe em thấy sao? Cảm giác sao? Em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫn nha. Hụt hẫn nha. Bên kia ăn cử hai tô đó. Bên kia là ăn một ngày ba bữa, mỗi bữa hai tô. Thì em một ngày hai bữa, mỗi bữa ba tô cũng quệ. Em ơi mà chị tò mò lắm. Chị muốn hỏi cắt ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng, bạn gái của lý tưởng của em là sao em? Em không có mẫu bạn gái cụ thể chị ơi. Em nhìn thấy em thích là được rồi à. Dạ, em có thích người mập không? Chị hỏi khó quá, chị hỏi câu hỏi vậy 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 hơn xíu. Vậy để chị hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký vậy em? Dạ, lúc đó là em 86kg. Hiện tại em ơi. Đây, hiện tại. Hiện tại. Trời. Được rồi. Sinh viên chưa ra trường, cầm đi. Để anh coi trước. Chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá. Nè, tặng em luôn. Được không, được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả chị về ơi. Đây, chị coi luôn coi. Không suy nghĩ gì. Em là chị thấy em là to lắm rồi đó. Nhưng mà đối với bên đây là không suy nghĩ gì. Em thấy em cũng nhỏ con rồi chị. Không to em, to đối với chị. Em nhỏ con. Nhỏ đối với bạn ấy. Giờ tôi hỏi mập có chịu không? Em nhiêu ký? 89. À không, mà nếu cân trong tuần này thì 92 rồi. Vậy được rồi, bên đây có 86 à. Này chắc cũng ăn dữ lắm. Thích ăn. Thích ăn hả? Sở thích là cái gì nữa? À, em chỉ thích ăn thôi. Sở thích ăn thôi hả? Tôi hiểu tại sao bà ế rồi. Em làm sao mà tượng vậy mà ra được như vậy? Dạ, chắc là tại vì hồi xưa, hồi đó em còn mập á, không ai thích chơi với em hết. Cho nên em ghét ốm là trời. Nhưng mà em làm cách nào để em xuống ký nhanh vậy? Em tập thể dục với lại em ăn kiêng. Ngày em ăn một trái táo. Một ngày ăn một trái táo thôi? Dạ. Ăn bao nhiêu ngày như vậy? Dạ, em tự ra cho mình một cái khoảng thời gian. Rồi trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân. Ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra 2 tuần em ăn kiêng. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em quá. Chị là từ cái thời chị còn có gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy. Mà chị chỉ muốn xuống có 4kg thôi. Mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó. Chị không thể nào như vậy mà một ngày ăn một trái táo là chị thà chị chết còn hơn em mà.
Ồ em hay quá. Vậy là em không có kiên nhẫn rồi. Bởi vậy. Người con gái như vậy mới là hay đó, rất là kiên nhẫn ha. Nhưng mà bây giờ em đẹp rồi tại sao em vẫn ế? Dạ có lẽ là tại do hồi trước á, người ta hay chọc ghẹo em á. Rồi em mỗi lần mà em đi ra đường là em hay làm mặt nghiêm, mặt ngầu để cho đừng có chọc ghẹo em. Cho nên bây giờ thành một cái thói quen, cho nên ai nhìn cũng sợ. Rồi chắc cũng nghĩ là con này thì dễ gì mà chưa có người yêu. Sao mình không cua là người ta? Thì hiện tại là giờ đang đi cô trai công khai trên TV nè. Thấy chưa, sợ chưa? Chuẩn bị bạn bị cua nha. À, bạn thấy sao? Em cũng muốn cái vinh dự đó mà không biết được không. Nếu như một người con gái mà người ta đi tìm đến mình trước, người ta gọi là thổ lộ tình yêu mình trước, bạn nghĩ sao? Bình thường thôi anh, đâu có vấn đề gì. Đây là thời buổi bình đẳng mà. Tôi nghĩ rằng bạn đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi. 10 ngón tay đếm đủ. 10 mối tình rồi. Trời ơi, sao yêu nhiều dữ vậy? Nhưng mà tiêu chuẩn người phụ nữ của em, tiêu chuẩn mà để em yêu được á, người đó phải năng động, có cá tính, dám nghĩ dám làm. Rồi em không thích gì ở người phụ nữ? Thì cứ phụ nữ là em thích à? Không thích những gì là ở phụ nữ. Chua ngoa, đanh đá, điệu, nói xấu sau lưng người khác. Bên đây có đủ luôn á. Chỉ cần vậy thôi. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ trước tiên là cỡ em trở lên cái đã. Cỡ em là cỡ gì? Khoảng 1m7. Rồi. Không hút thuốc, không hút lá, không hút thuốc lào gì hết á. Nói chung là em thích người đầm tính chút xíu. Hôm bên kia có vẻ hơi náo nhiệt. Náo nhiệt quá, đâu kệ. Em đàn áp cũng đầm tính à. Vậy theo bạn là ưu điểm của bạn là gì? Em không có khuyết điểm. Ưu điểm? Dạ em không có khuyết điểm. Dạ ưu điểm của em có khuyết điểm. Bạn tự tin quá. Tức là không. Bạn có thể nói cụ thể một ưu điểm của bạn là gì? Em rất là ngoan. Rất là ngoan. Dạ em rất là ngoan. Ngoan thiệt không? Thiệt. Ngoan mà 10 mối tình. Ủa số lượng mối tình đâu có thể hiện được em sự em ngoan không ngoan đâu. Không hút thuốc, em không rượu chè, em không cờ bạc, em không trai gái. Vậy em thấy em ngoan rồi. Nhưng mà bây giờ nè, anh hỏi em nè. Bên đây á là anh thấy rằng ưu điểm không? Bây giờ không có khuyết điểm nào hết trơn á. Em có thích những cái người có ưu điểm không không? Dạ... dạ không. Tại sao? Nó ưu điểm không mà lấy gì không thích? Tại vì ai biết được ưu điểm đó nhiều khi em không thích làm sao? Sở thích của em về người bạn trai của mình là gì? Nói chung là nhìn phong cách thì có cái gì đó làm cho em nể, chứ không phải là em sợ. Qua cách nói chuyện bên kia nó em có nể chưa? Dạ... chưa thấy gì nhiều á. Chưa có thấy gì hết ha? Dạ. Anh nghĩ rằng một chút em sẽ thấy. Rồi, anh thấy bên kia rồi đó. Bên kia được lắm. Hình như hợp với em á. Thôi em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Coi coi chiều cao với lại là cân nặng hơi quan trọng lắm. Cặp này hơi nặng ký. Rồi, bàn kéo lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Thì em về em chỉ cho ta bí quyết ăn kiêng giống như em vậy đó. Mỗi ngày ăn trái táo thôi. Đó. Dạ, chào anh. Chào em. Anh chỉ muốn biết là cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy anh như thế nào thôi. Giống Doraemon á. Khoan anh, anh muốn hỏi giống Doraemon hay cái thể hình hay khuôn mặt? Hết luôn. Đừng mất kiến rồi. Nói chung là ấn tượng ban đầu thì không có gì gọi, đối với anh không có gì xấu hết. Nhưng mà chủ yếu là em thì em thích một người có chiều sâu về tâm hồn. Bây giờ để anh nói vậy. Nếu anh với em đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý tìm hiểu với nhau thì anh có thể nói tính tình của anh là anh vui những lúc anh cần vui và anh buồn những lúc anh cần buồn. Anh đảm bảo với em là anh có thể thông cảm với cái chiều sâu em muốn nói. Anh còn gì hỏi em nữa không? Anh nghĩ không có gì để hỏi. Em nếu hỏi quan nha. Trọng cảm xúc thích là được rồi. Em hỏi nha. Ừ. Em biết hát không? Biết hát thì anh biết hát rồi đó. Mà quan trọng là không biết có khán giả nào chịu nghe anh hát không thôi. Vậy hả? Em thì thích có người tặng em bài hát lắm mà. Bây giờ em muốn hát bài gì em kể anh nghe thử coi anh biết hát được không? Thôi thì người tặng thì tặng đi, còn người nghe ta cảm nhận sau. Đúng rồi, có 2 phút mà còn đọc cái danh sách bài hát nữa, hết giờ hát rồi. Lẹ đi. Anh hát tôi vô tôi hát à. Ba thương con, bị con hát. Giống mẹ. Mẹ thương con, bị con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là người. Cái khả năng của anh là có thể làm bất cứ những yêu cầu nào người khác. Trên trời dưới đất tôi chưa thấy ai đi cô gái hát bài cha bài ba bình thường. Đó là chị đọc trong bài quyền của em. Đó giờ mới của mình ông á. Em thích vậy. Thôi hết giờ rồi. Trời ơi. Hai người thấy hợp à. Hợp nhiều thứ lắm à. Mà các bạn để tay vào nút phía sau. Lanh lắm mà, tự tìm nút đi.
Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút và ngược lại. Chúng ta không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Chuẩn bị, đếm luôn đi. 1 2 3 3 Rồi đó, tự làm việc luôn đi. Trải qua 10 mối tình rồi mà. Thứ 11 đó ráng đi. Đừng có để ruột khỏi tay đó nha. Số 11 đẹp mà. Bạn gái nghĩ gì về chàng trai kế bên mình? Đầu tiên thì em nghĩ là anh này đàng hoàng. Sao biết đàng hoàng? Không, em có mắt nhìn lắm chị. Thấy cũng được. Thấy Linh đàng hoàng không? Không. Không. Ta đọc thông ông luôn đó ông. Nắm tay nhau được không? Sao em? Đó, trâu đi tìm cột hay là cột đi tìm trâu? Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. À, em tên gì? Dạ, em tên Châu. Châu. Châu năm nay bao nhiêu tuổi? 31 tuổi thì. 31 rồi hả? Trời, 31 mà còn nhí nhảnh quá. À, Châu đang làm gì? Dạ, em làm nhân viên kế toán. Sao tôi thấy nhiều nhân viên kế toán đi tham gia bạn muốn hẹn hò quá. Không lẽ kế toán ế trơn hả trời? Không phải anh ơi, tự nhiên ai cũng nói kế toán tính kỹ, người ta sợ người ta chạy. Hình như kế toán chi ly quá. Chi ly từng đồng cắt quá, nên là ế đúng không? Dạ, khổ tâm lắm anh. Chúng ta sẽ gặp chàng trai thử coi có kế toán hay không nha. Rồi, xin mời. Chào anh ạ. À, chào. Mời anh ngồi. Anh làm nghề gì? Dạ, em làm bên nhân viên IT anh. À, IT, tưởng đâu kế toán đó chứ. Anh tên gì? À, em tên Giang, năm 34 tuổi. Giang, à. 34 tuổi, 34 tuổi. Một tuổi thật sự là cũng cao rồi, đúng không? Anh có bao giờ nôn nao về cái việc lấy vợ chưa? Muốn vợ thì ai muốn anh. Nhưng mà nói chung là chưa có thời điểm thôi, chắc chưa có duyên rồi. Chưa có duyên, gặp bao nhiêu người con gái rồi? Cũng chắc cũng khoảng chừng 5-6 người vậy thôi. 5-6 người. Có yêu người nào sâu sắc chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Lý do tại sao không yêu sâu sắc lắm? Tại... không biết rồi. Kỳ vậy? Những người đó có yêu mình sâu sắc không? Cũng không biết rồi. Cái gì vậy trời? Mối tình dài nhất là mấy năm? Hai năm à. Hai năm? Hai năm mà cũng không hiểu luôn. Dạ chắc do người ta yêu đơn phương sao mình biết vậy? Tại sao yêu đơn phương? Người ta... anh cũng yêu ta mà sao đơn phương được? Không có, em không yêu người ta. Không yêu sao đó là hai năm? Ủa lý do người kia có đẹp không? Đẹp. Nhưng sao tại anh không yêu? Không biết nữa. Ông này ông nói chuyện nhức đầu với ông ghê luôn á trời. Ủa em, tại sao em đến với chương trình bạn muốn hẹn hò? Dạ, tại em muốn tìm một nửa của mình. Ờ, trong công ty không có đối tượng nam dạ, nào? Dạ, toàn con gái không à. Gái không à hả? Kế toán thường thường là không gái. Nhưng mà người ta nói kế toán thường khó tìm bạn trai, em thấy đúng không? Em nghĩ chắc cũng đúng. Dạ, từ trước giờ em có bạn trai chưa? Dạ, có tìm hiểu à, nhưng em mới phải bạn trai không cũng được 3 tháng tự nhiên sao đâu lặn mất tiêu luôn. Nhưng mà từ xưa giờ có một người đó thôi hả? Dạ. Rồi rồi đó giờ có hôn hết gì chưa? Mới có tìm hiểu sơ sơ thôi. Trời đất ơi. Nhưng mà tại sao vì hồi bạn đi học mà không có bạn trai gì trơn hả? Lớp 12 thì mẹ nói là học đi, đừng có yêu, lên học mà học kế toán thì chị biết rồi, toàn là nữ không có nam học đâu. Thì muốn chồng lắm chưa? Thiệt tình đi. Muốn phải không? Đó, chị thích mấy người thiệt tình vậy đó. Bây giờ thí dụ bây giờ chị chỉ cho em đối tượng đó đó. Bây giờ em thích mà người ta không cua mình, em cua người ta, em mở lời trước em dám không? Nếu mà em thấy người đó em thích thì chơi luôn. Chơi luôn nha. Có gì là thấy được là chị ủng hộ là mình tiến tới luôn nha. Rồi em thích cái mẫu người em sao nè? Dạ, phải cao trên 1m65. Biết hát cải lương. Biết hát cải lương anh? Dạ, không. Mà ngoài sở thích đó ra, giờ về con người đi. Em thích bạn trai của em là người như thế nào? Dạ, biết quan tâm gia đình. Công ăn việc làm ổn định. Mà đừng có keo kiệt hay kia bo quá. Em không thích. Bạn có quan tâm gì tới những cái gì trước kia mà bạn trai của bạn làm không? Dạ không, tại vì người ta nói khi yêu đừng quay đầu lại anh. À, tức là không quan tâm quá khứ đúng không? Dạ. Dạ không sao cả. Rồi anh trai, bạn làm IT trong công ty rất là nhiều bạn nữ đi qua đi lại. Thậm chí có nhiều người sửa máy móc đi. Đến thế nào cũng có cô nào đẹp chứ.
không chọn cho mình một đối tượng nào à? Em thấy IT đâu có ai đẹp đâu, em thấy không bình thường. Rồi mấy người ta sửa máy móc này kia có đẹp, người nào đẹp không? Sửa máy móc là nam sửa, không có nữ sửa đâu. Có bao giờ bạn nằm mơ mộng về một người phụ nữ sẽ sống như mình đến cuối cuộc đời chưa? Cái đó thì có à? Có. Người phụ nữ bạn mơ mộng như thế nào? Cũng bình thường thôi anh, nói chung đẹp nè, dễ thương nè, ngoại hình cân đối nè, nói chung là người đó phải là một người phụ nữ năng động nè, rồi nói chung là biết nấu ăn nè. Nhưng mà đẹp là đẹp cỡ nào? Giống chị Cát Tường cũng được rồi. Anh lỡ em không đẹp như chị Cát Tường sao anh? Cũng được, xem cũng được rồi. Không xem luôn sao anh? Không xem thì 50 cũng được. Không, em 40 thôi anh. 40 cũng được luôn. Trời ơi, cái gì mong hạ sao dữ vậy? Nói chung sao cũng được hết ha. Dạ, chắc vô mình lớn tuổi rồi mình ế rồi. Ế rồi hả? Bây giờ chiều đại đúng không? Bây giờ nãy giờ cô gái bên kia nói bằng cảm giác thế nào? Thấy cũng nao nao à. Nao nao đúng không? Nao nao. Bây giờ để tôi coi trước coi nao nao của bạn thế nào nha. Để xem mặt cô gái này trước. À, xin chào ạ. À. Người ta nói ta bốn nút thôi. Bốn nút à? Tại sao đánh giá bốn nút? Khiêm tốn. Khiêm tốn thôi. Em thấy em bốn nút thiệt mà. Không có đâu. Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ làm đẹp hoài mà không có đẹp. Bạn nữ bên đây rất là thật tình và rất là dễ thương. Anh nghĩ sao với một người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà không đẹp? Câu này khó quá. Anh đừng có so với Cát Tường. Tại Cát Tường là người phụ nữ không làm đẹp mà lúc nào cũng đẹp. Anh nghĩ sao về cái người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà vẫn không đẹp? Dù gì là cũng có nút là được rồi vậy. Giờ cho chút đỉnh tiền người ta đi tân trang được không? Nhưng mà cái đó vẻ đẹp đó nó giả tạo lắm chưa? Thế là có nhiêu nút xài nhiêu. Dạ đúng mà. Thiệt á nha, đừng có hồi thấy nút ta rồi chạy tội nghiệp ta. Dạ, em không chạy đâu chị. Chạy ra lấy chớn chạy vô. Được. Có vẻ đẹp tâm hồn thôi. Rồi xin mời kéo màn lên. Hai phút nhìn nhau, hai phút trò chuyện, hai phút hiểu nhau. Xin mời, bắt đầu. Chào anh. Em thấy anh nói chuyện thế nào? Dạ. Không có gì hỏi anh không? Anh thấy em mấy nút? Thì em nói bốn nút là bốn nút. Trời ơi, buồn quá à. Tính anh thật thà lắm, anh có sao nói vậy. Vậy là em bốn nút thiệt đó hả? Vậy em đánh giá anh mấy nút? Em cho anh 5 nút hơn em đừng nút. Thôi bỏ vụ cờ bạc qua bên đi, hỏi cái khác đi, nút hoài. Anh đi có còn không phút kìa. Anh thích người yêu anh như thế nào? Nói chung là cũng... Nói chung là dễ nhìn được rồi. Biết quan tâm, lắng nghe người khác. Nói chung cảm thông và nói chung là em có thích chó không vậy? Dạ có. À, thì được rồi. Thịt chó liên quan gì tình yêu trời? Không, tại nhà em nuôi chó nhiều. Ví dụ như sau này quậy nó tới, nhiều như có ác cảm với chó nó không... lại mệt nữa. Mà em có ác cảm nó không nữa, tại sao em không nói trước? Vậy mà tôi nghe thích ăn thịt chó không? Nhìn vô mắt nhau kìa. Nhìn đâu ra đó. Đừng có nhìn tôi. Hai người nhìn nhau trong vòng 15 giây coi. Tôi coi có được không nè. 2, 3. Bỏ cái tay ra làm lại nha. 2, 3. Đừng có nhìn tôi. Không phải, anh ấy cứ lãng ánh mắt của em hoài à. Hãy nhìn thẳng vô mắt nhau nha. Nói chưa đó, anh ấy nhìn chỗ khác rồi cơ. À, nhìn thẳng với mắt nhau nha. 2, 3. Hai người này lạ lắm nha. Hết giờ. Nhìn hoài mà ta nói biểu tôi nhìn nhau hoài. Không biết gì nói. Chúng ta đặt tay ra phía sau nút. Rồi đặt tay vô nút ra. Nãy giờ nhìn đã chưa? Bây giờ cảm nhận và quyết định xem chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi lo cho cặp này quá. Anh à? Tại sao anh nhấn nút trễ? Em có nhấn nhưng không biết là cái nút nó bị cái bấm. Nhưng mà tôi thấy anh nhấn nó nút chậm hơn bạn gái. Bạn gái để cái tay vô cái nút vậy nè. Cái em nút biết. Vậy phải không? Là để vậy nè. Là người ta có lực mạnh là nhấn liền nè. Còn anh á để chọt chọt vậy nè. Rồi tôi thấy tôi đếm tới 3 rồi anh suy nghĩ rồi anh mới chọt.
Lý do? Tại đang phân vân chị. Anh chơi nút ít đúng không? Dạ không phải à. Phân vân. Có nút là có tiền chứ. Phân vân vì điều gì? Dạ phân vân cái vụ cải lương á. Ủa liên quan gì? Liên quan em thích không mà. Thì hai nếu mà thích thì anh rủ em rồi em mới đi coi cải lương không đó. Chứ bình thường. Tại sau này bao như em bắt anh hát cải lương thì anh hát được. Em thấy hát là hát mà hát hay không vấn đề khác chứ. Em thì tại sao trong... em chọn bạn trai này? Thì giống như chị nói vậy á. Thấy được là phải nhào vô phải không? Dạ, em chị chúc mừng cái sự can đảm của em. Rồi, chúng ta chúc mừng bằng một tràng pháo tay với cặp đôi thứ hai. Bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em là Đặng Lan Chi, năm nay em 26 tuổi. Chi dạ. Cao quá vậy, cao bao nhiêu em? Dạ em cao 1m7 chị. Vậy hả? Dạ. Người mẫu à. Bây giờ chị đang làm gì? Là nhân viên công ty Bia Sài Gòn. Rồi mời bạn Nam đi anh Linh ơi. Rồi chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Nam, xin mời. Dạ. Ủa sao mà mua đen hay sao mà láng dữ vậy? Ủa rồi hồi đó giờ để vậy đó hả? Dạ. Tự cạo hay là nó không mọc? Dạ tự xử. Mà anh tên là gì? Dạ em tên Vũ. Nay bao nhiêu tuổi? Em 28, 29 vậy dạ. Trời ơi. Mà đang làm nghề gì? Em là vẽ storyboard cho quảng cáo. À vậy à? Dạ. Tức là bạn làm trong nghệ thuật. Dạ. Vẽ storyboard quảng cáo rất là khó nha. Mỗi lần bỏ khách hàng có vẽ, khách hàng có đồng ý không là do bạn đó nha. Dạ. Em ơi cho chị hỏi câu tắt ngang cái em cao bao nhiêu em? Em hồi nãy em có nghe rồi, bên kia là 1m7 phải không? Bây giờ em cao bao nhiêu? Em hơn được chút. Chút là nhiêu? 1m7 không đó. Cố gắng. Ờ Chi nè, hồi xưa giờ em có ý định làm người mẫu không? Dạ. Chị cao này đủ chuẩn rồi. Trước mẹ có cho em đi thi nhưng mà rớt chị. Dạ hả? Cái hồi không dám đâu. Mà trước giờ em có nhiều bạn trai chưa? Dạ chưa. Em có được 2 mối tình chị. 2 mối tình mấy người dạ kia chưa. Có cao không? Dạ chưa mà em có 2 mối tình. Hả? Mấy người kia có cao không em? Dạ cũng bằng em chị. Vậy hả? Tại em đi chơi em mang dép dẹp không chị. À nhưng mà em nghĩ tại sao mà em bị ế? Không phải ế mà ta chưa tìm được người yêu thôi em hỏi sao sắp hàng quá. Chiều cao mình làm hạn chế cái đối tượng của mình không? Thì em cũng nghĩ vậy chị. Dạ. Nhiều khi mấy anh đẹp được nhưng mà anh lùn hơn mình. Đúng rồi. Em có ngại không? Với bạn trai em lụng em chịu không? Thôi mỏi cổ một xíu chị. Cổ chị thấy ngước lên mỏi hơn cúi xuống chứ. Cúi xuống. Phụ nữ mà cao ráo hay là đàn ông ngực đó mà. Chưa chắc hả? Chưa chắc. Để mai tính. Bình thường thì ngoài công việc ra thì thời gian em làm gì? Em đi chơi với bạn bè chị. Chắc cũng nhiều bạn lắm phải không? Đi chơi cũng dữ lắm phải không? Dạ. Yeah. Thường đi chơi là chơi cái gì? Đi coi phim, ăn uống, cà phê. Em nhậu dữ lắm hay sao mà giọng em khào quá vậy? Em khèn từ nhỏ rồi chị. Mà em uống bia được nhiều không? Chắc cũng 5-6 chai. 5-6 chai là mới có bao nhiêu xúc miệng nữa đó phải không? Cười này là đúng rồi đó. Bên kia biết nhậu không em? Dạ cũng tạm tạm chị. Như ta nói thường á là những người họa sĩ coi như là đào hoa lắm. Quen nhiều người lắm. Đâu có, ế lắm anh ơi. Ế sao ế được. Ế lắm. Nhìn vậy không ế đâu, tôi không tin đâu. Dạ, anh không tin chuyện của anh. Em có vẽ mẫu chưa? Thường thì em không có vẽ. Tại em vẽ không có giống. Ủa sao vậy? Em không biết nữa, em vẽ tại cái thứ em ước mơ. Mà cái người đó thì không có được như người em ước mơ. Cho nên thường vẽ nó không có giống. Cái người em ước mơ người sao em? Nói chung là chị hiểu á. Trong cái nghệ thuật á, là chị không thể làm mà y chang cái sự thật được. Chị phải tôn nó lên. Có nghĩa là thí dụ người ta khoảng chừng 5 thì em vẽ lên tới 8. Xong người ta nói không có giống thế. Người ta chê em vẽ xấu. Về mặt nghệ thuật thì bao giờ ta phải tôn bên cái đẹp lên. Người đó xấu cỡ nào, xấu như Cát Tường còn vẽ lên đẹp đúng không? Đúng rồi, cỡ Cát Tường cho lên thành Tăng Thanh Hà luôn. Anh nói nghe, anh nói chơi mùi chứ Cát Tường chỉ đẹp lắm á chị. Nhớ nha. Không sao đâu chị ơi. Một sự so sánh khập khiễng giữa hai người phụ nữ với nhau nha. Bây giờ mẫu người bạn trai em mong muốn là người như thế nào? Phải cao 1m 71 trở lên. Chị nhỏ. Là gì nữa em? Chịu em. Chịu không? Có chịu lắm không? Không, xui. Em dễ chịu lắm chị. Rồi gì nữa? Phải lì. Lì là sao? Thấy em giận là phải lách qua nhà năn nỉ em. Là lì là vậy là lì đó hả? Lì này cũng lạ. Rồi gì nữa? Không hút thuốc chị. Gì
gì nhậu sĩ mà không cho thuốc à. Uống bia mà không cho uống thuốc. Không thuốc. Rồi bây giờ em không thích cái gì á bạn trai của em? Gia trưởng quá chị. Không lôi chuyện cũ ra trách móc. Anh nghĩ bạn bên trai đây là rất là hiện đại, không có chuyện đó đâu. Thôi, em thích mẫu người thế nào? Nữ tính. Không lẽ anh nam tính? Không, anh đâu có thấy có cô gái họ cá tính, có cô gái nữ tính, có cô gái nam tính, có rất nhiều. Dịu dàng đúng không? À, dạ đúng rồi. Còn gì nữa? Thì nói chuyện sắc xéo lắm này nè. Đâu có. Em biết khuyết điểm của mình là gì không? Em cũng không biết luôn. Cái đó là cái khuyết điểm lớn nhất mà em không biết khuyết điểm của em. Mình phải biết khuyết điểm của mình để mình biến nó thành ưu điểm chứ. Đúng không? Mà không biết khuyết điểm mình, người ta thấy khuyết điểm mình cái mình trách người ta. Nó nhiều quá anh ơi, khuyết điểm mình nó nhiều quá, mình đâu có nãy dám giờ biết em nói rồi. Câu đó là đúng nhất luôn. Bây giờ chị qua đi coi mặt em nè. Bước qua là chặt liền chứ không nói năng gì nhiều hết. Dám so sánh tôi với Tăng Thanh Hà hả? Chào chị. Chào em. Giờ chị sao đây, chị dễ thương không? Trời ơi, Tăng Thanh Hà chị gì chị gọi chị là chị thôi. Rất là dễ thương, ăn nói rất là dí dỏm. Nhờ câu khen mà bà nói vậy á. Bởi vì không có biết lấy lòng phụ nữ gì hết. Em chào anh Quyền Linh. Trời đẹp rồi nha. Em đúng ra làm người mẫu, làm diễn viên được đó. Đứng lên nhá hàng liền em. Không dạ. Cao thấy cao lắm rồi, ngồi cũng thấy cao. Nhá hàng liền thấy chưa. Thôi làm anh nhục lắm. Rồi bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh ơi. Khi cao hơn Tăng Thanh Hà đó, cao hơn thôi nha. Rồi, và bây giờ là 2 phút để chúng ta gặp gỡ nhau và trò chuyện trực tiếp với nhau. Kéo rèm lên. Sốc lắm nha, bình tĩnh nha. Sốc thiệt chị ơi. Quá sốc luôn. Em chưa nhìn vào kêu mày, em thấy sốc rồi. Em cảm nhận gì về người đi, đàn ông này? Hơi sợ sợ. Hơi sợ đúng không? Thì... có thể là sợ. Nhưng mà anh thấy rằng không có gì để sợ. Rất là dễ thương. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Chào em. Anh có lì không? Anh á. Hơi hơi. Hơi hơi à? Ừ. Anh có phút không anh? Không, anh không có. Đừng có nhấn nhá. Nói bằng bằng thôi. Ừ vậy anh không có phút. Dạ. Anh có hay bị say nắng không anh? Không, anh không có say nắng nha. Anh thấy em sao? Thì em thì dễ thương quá rồi, có sao nữa đâu mà sao. Ông này mà lúc ông nói anh yêu em, ông nói vậy nè. Anh yêu em. Không phải chị, em nói là anh muốn sống bên em trọn đời. Thôi, là... Tiếp, còn 1 phút nữa, nhanh lên. Thì có gì muốn nói với em à? Nhìn em cái anh choáng rồi, hết nói nổi rồi. Quen ảnh đi em, đỡ có tiền đi hết ốc. À, trời, đã nói rồi mà không có dụng cái đó mà. Vậy thôi mình bất chấp yêu hết yêu nhau. Không sao, tới luôn. Này bộ vẽ cũng chịu đèn rồi nè. Thôi chị này chị phải đôn lên với chị. Đôn đó, trời đó. Đấy, chị đôn quá trời đôn. Đó, phải vậy á. Vô, okay. Vô luôn. Vô anh ha. Ok. Cứ nghe theo đó. Hai người này làm như xỉn rồi, vô luôn anh nhé. Quen anh. Rồi thôi mệt quá. Hai người cũng khùng ngang nhau á. Lời bệnh hả? Cái ông cứ xoay cái đó qua cho ta nhìn hoài vậy. Trời ơi, chơi cái xoay hàng ngoài. Có 3 tiếng đếm. Rồi, em hãy để tay vào nút đỏ đi, phía sau. Cái nút đỏ là cái nút nào? Đâu, phía sau nè. Trời trời. Đó. Đây anh. Rồi, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút. Không đồng ý thì không bấm nút. Đồng ý hay không đồng ý chúng ta vẫn đến với vòng quay số may mắn. Một tới 3 phiếu quyết định nha. Qua cái 3 là không còn hiệu lực nữa. 2 3 Chào quá trời. Vậy nó 71. Trời ơi cái guốc. Chơi sao muốn. Còn em cởi giày ra. Cởi giày vẫn cao hơn. Thôi đừng có chơi vậy. Đôi ép hàng nhau à. Nói chung là hai bạn rất là dễ thương, vui tính. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Chúc mừng hai bạn. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Chào các bạn. À, cà ra bớt rồi ha. Ôi trời ơi. Anh tên là gì? Mình tên là Lê Văn Hiếu. Tuổi thì hơi thiếu 32. Ban ngày thì mình đi dạy.
Dạy cấp mấy? Dạ, dạy cấp 3. Dạy môn về gì? Dạ, môn hóa học. Thầy giáo dạy cấp 3 môn hóa học tên Hiếu. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Mời bạn. À, em tên là gì? Dạ em tên Như Ý. Như Ý với Cát Tường nguyên cặp luôn, thấy đẹp trôi không? À, Như Ý năm nay bao nhiêu tuổi, đang làm nghề gì? Dạ em làm bên thẩm mỹ nên chăm sóc da. Ồ. Em 30 tuổi. Rất là đẹp, rất là trẻ. Có ai nói bạn trẻ không? Dạ cũng có người nói. Vậy hả? Bây giờ cái công việc hàng ngày của mình đó là mình làm giờ hành chánh hay là cái đó là cái làm mình làm giờ giấc sao em? Em làm tới hết khách thì về. Vậy mình còn thời gian để nghỉ ngơi, để sinh hoạt, đi chơi đồ này kia không? Mấy ngày mà người ta nghỉ thì mình làm. Cũng hơi khó ha. Rồi bây giờ đến với chương trình mà có được bạn trai rồi, mình có sắp xếp được thời gian để mình đi chơi tìm hiểu nhau không? Có thể là em sắp xếp được công việc, nhưng mà người đó phải chia sẻ công việc, hiểu cái đặc thù công việc. Dạ. Của mình ha. Hơn 30 tuổi rồi, trong trường chắc nhiều cô giáo rất là xinh đẹp, nhưng tại sao lại không có mối tình nào đó để mình tiến tới hôn nhân? Có một số cô giáo thì có người người ta đã đặt cọc sẵn rồi, một số còn lại thì nhiều khi mình không hợp. Như thế nào mới hợp với thầy giáo? Thì em thích người phụ nữ là vui vẻ, hoạt bát, biết ca hát. Lỡ có thương em rồi thì đừng bao giờ thương người con trai khác. Hồi đó giờ có cô quen cô nào rồi nhưng mà thương người khác phải không? Cái đó cũng lâu rồi anh. Lâu là bao lâu rồi? Lúc cũng 2 năm vậy thôi. Còn bạn nữ của mình, em sống với gia đình hả? Em sống với mẹ. Mình có anh chị em gì nhiều không em? Anh chị em thì có gia đình hết rồi, giờ chỉ có mình em. Mà ở nhà đã hối lập gia đình chưa? Dạ hối rồi chị, tại vì em cũng hơi có tuổi rồi. Nhưng mà chị thấy em cũng xinh đẹp vậy mà tại sao không có được người bạn trai nào hả? Không biết là người ta nhìn em ra sao mà nói em là chảnh, nhưng mà thật ra là em không có chảnh. Có chảnh không? Dạ không. Có muốn cái người bạn trai của mình là một người như thế nào không, về ngoại hình, về tính cách? Ngoại hình thì nói chung là xem tương đối được. Không xấu lắm mà cũng không cao lắm, không già rồi. Không già. Dạ. Em muốn người bạn trai mình nhiêu tuổi là được? Khoảng 35 tuổi chị. Mình thấy dư xăng rồi. Dư xăng hả? Chưa tới 35. Về ngoại hình? Mình cao 1m65 là được chị. Vóc dáng mập ốm gì không? Vừa người thôi, đừng mập. Em nói chung nghĩ... là nãy giờ tiêu chuẩn cô gái mình nói bên đây có đầy đủ hết. Thầy giáo nè, dạy ở Bến Tre nè, tướng tá là cũng đẹp trai nè ha. Nói chung là đây là an toàn và bình yên. Thầy giáo đây nụ cười rất là có duyên, cười lẻn lẻn múm 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 hay đó. Bây giờ em không thích cái điểm nào thì bạn trai của mình nè? Đừng có răng giả nha. Đừng có răng giả hả? Dạ. Cái này sao tôi kiểm tra được cây trời. Vậy sao không thích răng giả? Răng giả cũng đẹp mà. Không đẹp nhưng mà lỡ hôn cái rớt. Trời ơi, thời buổi giờ làm gì có vụ hôn rớt răng. Cái giả thời giờ phải như thời xưa đâu mà hôn rớt răng. Bộ hôn dữ lắm hả? Không biết, nhiều khi hôn rồi rớt răng là răng giả sợ. Có gì nữa không? Không thích nói nhiều nha. Thầy giáo dạy suốt ngày nói rồi sao? Nói trong trường thôi nhưng mà không nói trong trường mệt rồi, tối giờ không nói nổi đâu. Nói về học sinh thì được nhưng mà nói không nói nhiều những cái chuyện khác. Em nói sao bên đây thầy đỏ mặt hết rồi. Thầy thích phụ nữ sao thầy? Thích người phụ nữ có giọng nói nghe ngọt ngào. Nãy giờ mình chưa ngọt không? Cũng sơ sơ. Bởi vì thầy người đó phải dịu dàng, càng nữ tính càng tốt, đừng có men quá. Đừng có nặng ký quá. Ủa sao không thích nặng ký? Nặng ký đâu quan trọng đâu, tình yêu mới quan trọng chứ. Rồi, nặng là cỡ nhiêu, là nặng 60 không? 50 trở lại thôi chị. Thì vậy 60 được chứ, 60 mấy được không? 60 là quá nặng ký với em, là nặng hơn em. Em nhiêu ký? Em á 60 chị. 60? Dạ. Rồi. Cái gì mà có chút ép gì mà 60 có nó thách không? Dạ 60 á chị. Anh tính sao? Người đó có thể làm sao cho nó biến thành 50. Sao làm được? 60 là 60 chứ sao làm sao biết được. Tức quá, tôi nói bây giờ tấm lại, bây giờ 60 kg. Bây giờ 60 kg được không? Còn không được thì đi về. 60 kg. Dễ thương, duyên dáng, làm thẩm mỹ rất đẹp, trẻ trung, xinh xắn, nhưng mà 60 kg. Vậy làm cho biến thành 55. Nhưng không biến thành 55 rồi sao? Giờ ta nhất quyết 60 đó. Dạ. Trời ơi, tiếc gì có 5 kg thịt trời. Anh nhiêu ký? Dạ em có 58. Về ăn vô thành 68 đi. Ví dụ giờ cái người đó cái gì cũng được hết trơn, nhưng ngoài cái chuyện 60 kg người ta quyết định ta không xuống thì sao? Mình gặp người đó, mình thấy người đó có vẻ có duyên thì cũng có thể mình chấp nhận. Vậy là phải gặp mới biết được đúng không? Dạ. Rồi, yêu nhau mà vấn đề ký. Rồi cho gặp. Đứng này tôi quay cái lưng để không thấy á. Dạ. Em quê ở đâu? Dạ em ở Long An anh. Long An hả? Dạ. Long An miền Tây đúng không? Dạ. Miền Tây giàu trắng nước trong.
Bởi hay vậy? Đi đến đó lòng không muốn về. Nói vậy là hiểu rồi thầy giáo ha. Rồi, ta sẽ chuẩn bị gặp nhau. Xin mời, màn kéo lên. Chào anh. Ê, chào em. Sao? Nhìn thấy em cũng vừa chứ không có quá đăng ký. Em cảm nhận như thế nào về anh? Ăn nói khéo. Quan điểm của em như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Thì em nghĩ là cả hai bên đều thật lòng mà biết chia sẻ. Vậy thì chắc có lẽ mình cũng phải cần một khoảng thời gian nào đó để mình làm bạn, phải không em? Dạ đúng rồi. Bạn bao lâu? Nếu mà mình có duyên thì có thể là thời gian nó ngắn. Ngắn là khoảng bao lâu? Khoảng một năm hay là gì đó. Em có nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng tìm một cái người hợp với mình không? Dạ có anh. Anh thì anh nghĩ là không có người sinh ra để hợp với mình. Nếu mình thích nhau thì mình sẽ học cách nhường nhịn, sẻ chia. Cần một chút chịu đựng, hy sinh. Mà em không có xứng thân được, anh có chịu chấp nhận đó không? Thôi hết giờ. Cái vụ đó là kiến tự suy nghĩ đi nha, tự quyết định nha. Đừng có quên tặng quà luôn rồi kìa. À quên. Thôi từ từ đi, chút từ từ. Tặng lẹ đi, nhiều khi tặng là người, rối lắm người, nè. Người ta nhấn nút đó. Ờ, này chi mọc loạn xạ. Xin lời gửi tặng em món quà. Cảm ơn anh. Giờ chúng ta đặt tay ra sau thành ghế và quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ kỹ nha, 60kg là hy sinh hay là chấp nhận hay là chịu đựng. 1 2 3. Hết giờ. Hết thời gian. Hết thời gian. À, tại sao em lại không đồng ý hẹn hò với thầy giáo? Tại vì em đến đây á, là tìm tình yêu sét đánh. Nhưng mà sét chưa có đánh em, chưa tìm được. Có phải là vì lý do anh cho em 60kg không? Dạ, có thể là vậy. Chưa, bây chưa, giờ tôi nói rồi mà. Là mình cũng đừng khó quá vậy. Có mấy ký thịt mà nãy rồi nó đúng đó. Gặp bạn gái đừng có nói gì chiều cao cân nặng nha. Anh có tiếc không? À, hơi tiếc. Đôi khi những sự nuối tiếc nó cũng là những cái hành trang để mình có thể tiếp bước trong cái cuộc sống của mình. Và cũng cảm ơn hai bạn đã đến với